Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em được duyên trao gửi một cái bình lục giác. Cái bình này là một món đồ rất là sâu tuổi, rất là già đồ, mà nó vẽ tích Chu Văn Vương thỉnh cầu Khương Tử Nha. Thì người Khương Tử Nha này là một cái vị mà gọi là vừa trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, thì rất là am hiểu về mọi việc. Thì chính vì thế nên người hiện đại như vậy được Chu Văn Vương cầu thỉnh ngài về để mà cùng nhau gây dựng cơ đồ và tạo nên một cái sự nghiệp lớn lao, tạo nên một cái đế vương của nhà Chu và mở rộng ra bờ cõi. Và đây là cái điển tích đó, rất là già đồ, và tất cả những hiện vật em trao gửi về đều bảo hành hết như thế này. Và ngoài có tem bảo hành thì đều có giấy bảo hành quay về như thế này. Đấy, rõ ràng hẳn hoi như thế này, để cho tất cả những anh em đam mê có một cái sân chơi lành mạnh, có những món đồ quý, có những món đồ giá trị, để cho mình có thể mình nuôi dưỡng đam mê mà không bị mất đồng vốn. Những món đồ giá trị như thế này phải gói rất là kỹ, mà phải chèn rất là cẩn thận. Thank you.
và những món món đồ đều có cái giấy bảo hành kèm theo hết như thế này. Và những cổ vật mà các bác mà có nhu cầu sưu tầm ở bên em thì cứ liên hệ kết nối Zalo với em hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại 0387 513 887 để mà em trao duyên và gửi về tận nhà cho các bác, và đảm bảo cho các bác là những món cổ vật đẹp, chính quy và hoàn hảo nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.